Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin trong nước nóng nhất ngày 27 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 7 tháng 6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra thực tế công tác phòng chống và điều trị sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết tại 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Quận 8, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn sẽ có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và các bệnh viện liên quan cùng bàn giải pháp phòng và khống chế dịch. Theo Bộ Y tế, kể từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 63.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 35 trường hợp tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng khi có đến 9 ca tử vong. Lao động Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật Bản. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tính đến giữa tháng 6 năm 2022, có hơn 51.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, có trên 32.000 lao động đến Nhật Bản làm việc, khoảng 46% là nữ. Thời gian qua, các thị trường hấp dẫn lao động Việt Nam là Đài Loan với 15.633 lao động, Hàn Quốc 1.209 lao động, Singapore 853 lao động. Theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, năm 2022, chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000. Các thị trường trọng điểm là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc với trên 90% chỉ tiêu, còn lại là thị trường Trung Đông, Đông Âu như Hungary, Ba Lan. Sắp có tuyến xe buýt nối Việt Nam, Lào, Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đang xúc tiến để mở tuyến xe buýt liên biên giới R12 kết nối với Lào và Việt Nam, theo báo điện tử chính phủ. Cụ thể, tuyến buýt bắt đầu từ Nakhon Phanom, Thái Lan đến Tha Khách, Lào và điểm cuối là Hà Tĩnh, Việt Nam với lộ trình khoảng 300 km. Điều đó có nghĩa là du khách chưa mất đến một ngày để thực hiện cuộc hành trình đi xuyên các điểm nổi tiếng. Nếu kế hoạch thành công, du khách có thêm trải nghiệm mới mẻ, khác biệt so với hành trình truyền thống từ Việt Nam sang Lào và Thái Lan bằng xe khách hoặc máy bay. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển giao thông xanh. Đó là chia sẻ của ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, sau khi khảo sát tuyến xe buýt điện D4 Vinhomes Grand Park đến bến xe buýt Sài Gòn. Đây là tuyến buýt điện đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 29 km, thử nghiệm từ ngày 9 tháng 3. Với thành công bước đầu của tuyến xe buýt điện D4, ông Hưng cho rằng sẽ là động lực cho việc phát triển mạng lưới giao thông đô thị thân thiện với môi trường. An toàn, tiện lợi, chi phí thấp và giảm thải ô nhiễm môi trường là lý do mà người dân thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chuộng sử dụng xe buýt điện, ông Hưng nói. Săn vé bay giờ sớm, tối giá mềm hơn. Giá vé máy bay đang tăng nhiệt từng ngày dịp hè nhưng vẫn có chiêu săn vé giá ưu đãi. Vietnam Airlines cho biết khách có thể lựa chọn các chuyến bay trong giờ trước 6 giờ và sau 21 giờ cho hành trình Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với giá 599.000 đồng một vé, tương đương 1,2 triệu đồng vé bao gồm thuế phí. Thời gian mua vé từ nay đến cuối tháng 7 cho thời gian khởi hành từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 2. Theo khảo sát, vé máy bay chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá thấp nhất trong giai đoạn hè đã lên mốc 2,6 đến 3,2 triệu đồng vé của Vietnam Airlines, còn Bamboo Airways và Vietjet dao động 2 đến 2,5 triệu đồng vé. Trước việc giá vé máy bay tăng rất cao, các hãng hàng không đưa lý do nhu cầu đi lại cao, giá nhiên liệu đắt đỏ. Trung Quốc ăn lại thanh long, giá tăng gần gấp đôi. Nhiều nhà vườn phía Nam cho biết giá thanh long ruột trắng bán ra tại vườn hiện trên dưới 22.000 đồng một kg và ruột đỏ 13.000 đến 17.000 đồng một kg tùy loại, tùy nơi, tăng gần gấp đôi so với mức thấp tháng trước đó. Theo ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An, giá thanh long, đặc biệt thanh long ruột trắng tăng mạnh chủ yếu do thời điểm này nguồn cung giảm và lượng xuất khẩu đã nhiều hơn. Trao đổi với Tuổi Trẻ mới đây, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, Trung Quốc mở dần cửa khẩu nên lượng thanh long xuất đi thị trường này đã tăng 30-40% so với lúc thấp điểm đầu năm. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.